Chào mọi người, hôm nay mình mang đến cho mọi người một vài thông tin hữu ích mà chắc chắn chị em nào cũng cần. Không biết có ai đoán ra không nhỉ? Để giúp các chị em trở nên tự tin hơn, mình sẽ chia sẻ về các cách trượt lông, nên làm gì và không nên làm gì khi trượt lông nhé. Vio lông là một trong những yếu tố ảnh hưởng trực tiếp đến sự tự tin của chị em phụ nữ, đặc biệt là khi gặp gỡ người khác. Nhưng mọi vấn đề đều có cách giải quyết, và đám vio lông này cũng vậy. Có khá nhiều cách mà chúng ta có thể áp dụng. Trượt lông laser, sử dụng chùm tia sáng mạnh để làm suy yếu khả năng mọc lông mới của nang lông. Đây là phương pháp áp dụng công nghệ nên thường mọi người cần phải đến các trung tâm chăm sóc sắc đẹp hoặc các thẩm mỹ viện để thực hiện, cũng là phương pháp tốn kém nhất. Hiệu quả mà phương pháp này mang lại khá tốt, sau một thời gian thực hiện lông mọc chậm và thưa hơn. Waxing, sử dụng các loại nguyên liệu chuyên biệt để loại bỏ lông và tế bào chết bằng cách dính và giật mạnh sợi lông. Nguyên liệu được sử dụng ở đây là sáp nấu chảy, gọi là waxing nóng, và giấy dính gọi là waxing lạnh. Phương pháp waxing đã có từ lâu đời, trong đó waxing nóng được ưa chuộng hơn bởi hiệu quả dọn dẹp các nang lông một cách triệt để, độ chính xác cao, lông mọc lại chậm. Còn waxing lạnh lại được đánh giá cao ở độ tiện lợi, không tốn nhiều thời gian chuẩn bị, dùng được ở bất cứ đâu kể cả khi đi du lịch, và phù hợp cho những ai chưa có kinh nghiệm trong việc waxing. Cạo, có thể nói đây là cách đơn giản nhất để loại bỏ đám cỏ không mong muốn. Dao cạo chỉ tác động phần bề mặt da bên trên nên không làm nang lông bị tổn thương. Nhưng cách này chỉ mang lại hiệu quả tức thời, lông mọc lại nhanh, nhiều và cứng hơn, vùng da khu vực cạo cũng dễ bị chảy xước và nhiễm khuẩn nếu bất cẩn và không thay lưỡi dao mới thường xuyên. Ngoài các cách được đề cập trên, nhiều chị em còn sử dụng nhíp để nhổ cỏ, vùng dưới cánh tay. Tuy nhiên, cả nhà tuyệt đối không nên sử dụng cách này nhé. Bởi không chỉ gây đau đớn, nang lông còn bị tổn thương nặng nề trong quá trình nhổ, gây viêm tấy và thâm đen rất mất thẩm mỹ. Vốn dĩ mình không muốn tiêu quá nhiều tiền vào việc tẩy lông. Bởi thực chất cho dù có áp dụng phương pháp trượt lông laser tại các thẩm mỹ viện tốt nhất, thì lông vẫn sẽ mọc lại do nang lông của chúng ta nằm trên một cơ thể sống, chúng sẽ lại hồi sinh sau một thời gian bị tổn thương. Vì vậy, trong các cách được đề cập trên, mình đánh giá cao waxing nóng hơn cả vì mình có thể thực hiện ngay tại nhà, ứng dụng được tại bất kỳ vị trí nào trên cơ thể, mang lại hiệu quả cao và cũng rất kinh tế nữa. Loại sáp mình giới thiệu ở đây là loại sáp được làm từ các thành phần từ thiên nhiên như sáp ong, vitamin E, dầu dừa, tinh chất hoa oải hương nên cực kỳ an toàn khi sử dụng. Tinh chất hoa oải hương không những mang lại hương thơm dễ chịu mà còn cung cấp một lượng oxy cho làn da sau khi wax, giúp da phục hồi nhanh chóng hơn. Các tinh dầu có trong loại sáp wax này cũng giúp sát khuẩn, chống viêm hiệu quả. Cách sử dụng cũng rất dễ dàng. Nếu chị em không có nồi nấu sáp chuyên dụng thì có thể bỏ các hạt đậu này vào nồi hoặc lò vi sóng để nấu chảy. Liều lượng theo nhu cầu sử dụng và để cho sáp nguội khoảng 40 độ, chị em nên dùng mu bàn tay để thử độ nóng của sáp trước khi wax, tránh trường hợp sáp còn quá nóng đã sử dụng gây bỏng và tổn thương da. Dùng một que gạt chuyên dụng quét một lớp sáp mỏng phủ kín vùng lông cần wax theo chiều lông mọc. Sau đó cạy một đầu sáp, giật thật mạnh và nhanh theo hướng ngược chiều lông. Cá nhân mình rất thích wax bằng phương pháp này bởi loại bỏ lông rất triệt để, vùng da sau khi wax rất mịn mượt, không hề có cảm giác gồ ghề hay châm chích khó chịu như cạo. Thời gian lông mọc lại cũng lâu hơn sử dụng phương pháp cạo. Trường hợp mình lỡ nấu quá nhiều sáp gây dư thừa, mình chỉ cần đợi cho sáp đó đông lại thành tảng rồi bảo quản. Khi nào dùng cứ lấy ra nấu chảy lên tiếp thôi, rất là tiết kiệm. Đúc kết lại, trượt lông laser và waxing là hai phương pháp hiệu quả nhất để loại bỏ lông ở những vùng không mong muốn. Phương pháp trượt lông laser mang lại hiệu quả cao và thoải mái hơn, nhưng waxing sẽ phù hợp hơn nếu vấn đề tài chính khiến các chị em bận tâm nha. Bạn có thể tham khảo và tìm mua sáp trượt lông ở link dưới phần mô tả nhé.